Thưa quý vị khán giả, chỉ trong vòng 2 tháng gần đây, do biến động thị trường thế giới mà nhu cầu thu mua và giá lúa gạo tăng cao, nông dân mừng vì đảm bảo bán hết lúa. Nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối vì khi lỡ nhận tiền cọc bán lúa với giá thấp hơn giá hiện tại. Tuy nhiên, thì nguyên tắc mua bán giữa nông dân và thương lái cần được tôn trọng, bảo đảm uy tín. Mặt khác, cơ quan quản lý và các chuyên gia cũng khuyến cáo về dấu hiệu giá cao bất thường của thị trường. Nông dân, thương lái không nên ham giá cao, bẻ kèo vì nguy cơ giá ảo, đơn hàng ảo, thả mồi bắt bóng có thể dẫn đến nguy cơ ôm hàng. Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang thu hoạch rộ vụ lúa hè thu năm 2023. Giá lúa tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến nông dân vui mừng phấn khởi. Song bên cạnh niềm vui thì nhiều nông dân tiếc nuối vì đã nhận tiền cọc sớm với giá thấp. Ông Võ Văn Hai ở ấp Nam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi nhận cọc của cò lúa từ sớm với giá tương đương 6.500 đồng 1 kg. Hiện tại giá lúa Đại Thơm đã tăng từ 1.300 đồng đến 1.500 đồng 1 kg so với thời điểm nhận cọc. Đa số nông dân trong khu vực đều chung tình cảnh. Hôm đó lấy giá lúa 1.3, bây giờ lúa lên lấy cho 8.000 dạ, một dạ là giờ là 138. Năm nay không có lời lỗ rồi. Giống phân thuốc rồi cắt sới lỗ. Giá hiện tại là bán 138.000. Lúc đầu lấy 130 nhưng mà lúa nó cho thêm 8.000. Giá thị trường là mất khoảng 22.000. Nói chung là người ta lấy cọc hết rồi, dòng đây ai mà xạ vụ này là người ta lấy cọc hết. Có dân đây người lấy là nguyên khu lấy chứ. Lúc đầu có đâu có biết giá lúa lên đâu, nếu biết trước gì đâu nói gì nữa. Giá lúa thì nói chung mình trước lấy cũng giá 6.500, bây giờ thì lên khoảng 8.000, thì nói chung cũng hơi chịu lỗ hơn trước rồi. Lỗ thì bình quân nếu mà theo giá bây giờ thì công là 600.000. Giờ lúc mà giá lên 6.500 đó là lấy chắc khoảng 80% nông dân lấy, còn có ít số ít ở lại chưa lấy, tại mấy người đó ta không gấp. Theo nhiều nông dân, sau khi thỏa thuận, nhiều hộ được cò lúa tăng thêm khoảng 500 đồng 1 kg. Bên cạnh việc tiếc nuối vì bán sớm với giá thấp, nông dân còn xót lòng vì năng suất lúa vụ này bị giảm do dịch bệnh và thời tiết. Trung bình mỗi công cho năng suất từ 25 đến 35 dạ một công. Năng suất chắc bỏ đồng công 10 bao, tại bão rồi mưa gió rồi cháy lá, bệnh hoạn tùm lum. Thì nói chung năng suất hôm nay nó cũng thấp, nó không cao, cũng khoảng 500 ngoài 600 ký công. Thì nói chung tính theo cái giá đó thì công vụ này chắc lời chắc không được vài trăm ngàn. Tại giá lúa giờ nó cũng trúng, với chi phí nó cũng hơi cao, với lúa vụ này nó hơi bệnh nhiều, hơi sâu bệnh nhiều. Nói chung chắc công lại chắc cũng vài trăm ngàn, 700-800 triệu cho lại chắc không nữa đâu. Ở đây tôi lấy cọc là 130.000 một dạ. Sau nó cho 11.541.000 một dạ. Lúa hiện tại giờ 160.000 một dạ. Nhưng phân bón đồ này nọ là tính ra chi phí này còn có không nhiêu đâu. Lời chắc công được chừng triệu bạc. Sản xuất manh mún nhỏ lẻ đã khiến người nông dân tự đưa mình vào thế bị động. Việc thu mua lúa non hầu hết đều do cò lúa và nông dân tự thỏa thuận. Thời gian qua, không ít trường hợp nông dân và thương lái bẻ kèo khi giá lúa tăng giảm. Một số cái nông dân và doanh nghiệp thì giữa cái giá lúa chênh lệch thì có cái sự là bẻ kèo lẫn nhau. Tuy nhiên thì vấn đề này thì ngành nông nghiệp cũng đã có khuyến cáo với bà con nông dân, cũng như là có trao đổi với một số cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên kết bao tiêu lâu dài với địa phương, và đồng thời là có làm việc với địa phương, là khi có doanh nghiệp tới bao tiêu cho bà con nông dân thì phải mời địa phương cũng như ngành, các sở ngành có liên quan, để chúng ta có cái sự là thống nhất phối hợp với nhau, là khi xảy ra cái giá lúa có tăng cao thì phải có cái hướng là thỏa thuận trong cái hợp đồng để đảm bảo làm sao mà khi giá lúa tăng cao thì có cái sự thỏa thuận trong hợp đồng đó, thì giữa người dân và doanh nghiệp cũng đảm bảo có cái lợi ích chung khi giá lúa tăng hoặc là giá lúa có giảm. Việc bẻ kèo trong mua bán nông sản đã đặt ra yêu cầu về việc liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp theo hướng đảm bảo cân đối lợi ích giữa các bên. Nông dân cần liên kết sản xuất, tham gia hợp tác xã, ký kết hợp đồng bao tiêu rõ ràng với doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích lâu dài.